chào tất cả mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay Mộc xin quay cho mọi người cái mẫu salon có vỏ đen tém. Và như Mộc có chỉ cho mọi người coi cái hàng Bắc hàng Nam ấy, thì cái loại này là hàng Bắc giá rẻ nhá. Và bộ này giá của bên Mộc đang bán với giá là bộ này là 15 triệu. Một bộ tay tém gỗ gõ đỏ. Nhưng mà cái loại này là gõ đỏ phai nhá mọi người. Sẽ nói gõ đỏ 100% nhưng mà không ạ. Loại này gõ đỏ phai nhá. Mọi người để ý cái loại này tay tém à. Cái hàng này ấy là hàng sản xuất ngoài Bắc và được đưa vô trong khu làng nghề Mộc, làng nghề đồ gỗ cũ Nai bán. Và hiện tại các mẫu như thế này ở khu làng nghề Mộc bán rất là nhiều nha mọi người, nhưng mà cái mẫu này là sản xuất ngoài Bắc thôi, không phải bên khu làng nghề Mộc. Thì cái khác phân biệt với Mộc chỉ cho mọi người, cái khác thứ nhất ấy là cái viền chỉ này, nó làm nó vẹt qua hai bên đó. Và cái kiểu cái thứ hai là cái dưới là cái tượng lưng này là người ta không có làm mộc. Không có làm mộc. À cái kiểu này nó người ta vẫn làm mộc mọi người. Cái kiểu này làm mộc. Nhưng mà nó vẫn là hàng Bắc nha mọi người. Dạo gần đây kiểu này nó vẫn làm mộc. Kiểu làm mộc nhưng mà vẫn là hàng Bắc nha mọi người. Bây giờ người ta làm mộc rồi. Nhưng mà mọi người để ý nữa nè. Cái phần góc chân ấy, bình thường ấy, cái kiểu của người Bắc ấy là người thường cái mộc này người ta chỉ dán keo thôi, nên vô trong khu làng nghề mộc này trong Nam thì sẽ bắn ra cố vít ở mấy cái góc chân này đó. Bởi vì nếu mà mình không bắn vít ở đây ấy, thời gian là nó dễ bị hở cái này ra đó. Mấy cái mẫu này thì thường là mộc bán sỉ thôi chứ mộc không có đăng bán lẻ, còn hôm nay đăng bán lẻ thử xem có bán được không nhá mọi người. Mộc không có chất bán loại này nữa bởi vì người ta khoai ấy, mọi người để ý cái phần tỏ này. Cái tỏ này nếu mà mọi người để ý ấy, thì do sử dụng hóa chất rồi thì nó sẽ tẩy lật màu. Đây, cái phần này mọi người thấy cái chất cây nó sẽ khác so với chất cây này. Nó khác so với cái chất cây ở mặt nữa. Đó. Cái tay ghế mọi người thấy, cái tay ghế này bình thường thì vì sao mà Mộc kêu cái hàng này nó không được đẹp là bởi vì cái tay này nó vuông quá mọi người thấy không? Cái này nó vuông quá, phải tự dưng tới cái khúc này, tự dưng nó quặp xuống đứng. Mày thấy không? Tự dưng nó quặp xuống đứng. Cái này vuông quá. Tay nhé bình thường mọi người để ý các loại mà đẹp ấy thì các nét này nó sẽ bo cong. Nó làm rất là đẹp luôn. Còn cái này nó làm hơi vuông. Và những cái kiểu này thì nó sẽ bị ghép đuôi rồi. Phải ghép đuôi. Và nữa là làm các ngóc ngắt này. Đấy. Thì cái hàng rẻ mọi người nên cái giá của nó như chẳng hạn cái mộc nó hay chỉ cho mọi người ấy này, thực ra cái chân này là khoai này, người ta khoai rồi do cái này bên mộc ấy là sử dụng hóa chất để mộc tẩy ra cho nó đồng màu sơn như vậy thì mọi người khó biết được thôi, chứ thực ra nó là gõ khoai ấy, mọi người cũng là gõ đỏ nhưng mà loại rẻ. Và bộ này giá của nó chỉ có 15 triệu nha, giá bao gồm là sơn hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người luôn. Cho mọi người coi cái băng giả. Nói chung là hàng rẻ thì nó có rẻ của hàng rẻ thôi. Cái mẫu này thì nó cũng là gỗ tự nhiên, bạn có thể xài 2-3 năm nó chẳng bao giờ nó hư hết. Nhưng mà về thời gian lâu dài thì nó sẽ sậm xuống, cái màu nó lật nhau thì nó không được đẹp thôi. Bởi vì nó là cây khoai mà mọi người. Đây là một băng ghế dài, hai chiếc ghế đơn, một cái bàn và hai cái đôn. Đây nha, chỉ cho mọi người coi nữa nè. Nếu mà mọi người coi các nét chẹ mà đấy đi ấy, thường cái này là sẽ được chém keo lại và làm liền lại, nhưng mà mọi người thấy ấy, cái keo nó vẫn hở này. Đấy, các nét và đường chỉ đi nó không có được gọi là đều mọi người, tại đang ở đây lõm mà đi mọi người thấy à, nó cứ nhô lên nhô xuống á. Tất cả nữa mọi người để ý màu, hai cái màu nó vẫn lật nhau thấy không, đó nó là khác chất cây mọi người. Nên cái bộ này giá rất là rẻ luôn, chỉ có 15 triệu một bộ thôi. Còn nếu cái bộ này mà gỗ gõ đỏ mà 100% ấy thì nó như bộ mà mộc có khoai chỉ cho mọi người thì nó phải ra gần 20 triệu. Để cho mọi người coi cái đường chỉ ấy. Đấy, mọi người thấy cái đường chỉ ấy. Đi nó bạn coi bạn để ý luôn, tất cả các hàng mà cao cấp ấy thường tất cả các nét chạm đi này nó phải đều và cái nó khít, chứ không chuyện mà làm nó vẫn bị hở nhá mọi người, cái kiểu cái làm nó vẫn hơi hở này. Đường chỉ nó đi à, với cả nữa nó không có đều mọi người à, thấy chỗ này bị lõm mà xong đi lên nhô lên này lõm nó đi lồi lõm ấy, nó không có đều nhau đó. Thì cái hàng này là hàng giá rẻ nhá,
Đấy, một bộ tay tém như thế này giá 15 triệu thôi. Đây, cho mọi người coi cái gầm nữa. Nhớ rồi. Cái gầm ấy, đấy, cái cây ấy, thì người ta làm cái cây ấy, cái kiểu kiểu làm cây nó không đều, cây ngắn cây dài, cây ngắn cây dài. Kiểu như người ta tận dụng gỗ ấy, có gỗ gì người ta gắn rồi thôi. Và để ý mấy cái góc chân này, xe thường bán vít nhé. Cái kiểu của, nếu mà cái hàng mà hàng giá rẻ ấy, nếu mà mọi người không biết coi ấy, cái vẹt bằng bán vít từ các nét chữ khớp chỉ thì nó sẽ lật nhau. Đây là kiểu bằng giá rẻ. Lâu lâu rồi ta sẽ, nếu mà mọi người để ý ấy, nhìn ấy, thì các hàng như thế này ấy, thì mọi người nhìn lúc này mọi nhìn qua loa ấy, mọi người nhìn bên ngoài ấy, thì mọi người tưởng đẹp, nhưng mà khi mà bạn để ý các chi tiết ấy, các chi tiết mà nhỏ nhỏ thì người ta làm nó sẽ không được sắc nét đâu nha. Đấy, các khớp mà đấy là do đắp keo thiếu, do đắp keo mua làm này màu sơn lên lại. Đó, một bộ băng ghế già như thế này giá 15 triệu một bộ thôi. Mộc bộ này là Mộc đang chuẩn bị giao đi giao cho khách sỉ ở bên miền Tây nhá. Giao nguyên một giờ lô, nói chung là mấy cái khách sỉ cửa hàng thường ở các tỉnh ấy, nhưng Mộc đó là người ta đa phần người ta nhập cái loại giá rẻ như thế này về để cho dễ bán và dễ cắt sang nhau. Chứ thường nếu mà nhập các hàng chất lượng như Mộc đó là một bộ gõ đỏ mà hàng xịn đi, giá bên Mộc bán là 19.800.000, chân lật với bộ này một bộ là 4.800.000. Thường khách hàng đi mua người ta đâu có biết đâu, người ta cứ hỏi tay tám giá bao nhiêu, tay 10 giá bao nhiêu, tay 12 giá bao nhiêu, nhưng mà người ta đâu có hiểu nó có loại hàng pha, hàng đều với cả hàng giá rẻ, hàng cao cấp nó khác nhau, nó rất là nhiều giá mọi người. Thôi chấn cả mọi người nhá. Và một lưu ý nhỏ nữa là cái hàng bác ấy, mọi người để ý à, cái phần phía đằng sau đuôi của cái cột ấy, là cái vẹt này của người ta này, đó là sẽ ghép đuôi. Và cái vẹt ở chỗ cột này là sẽ cong nè. Đó, người ta vẹt trực tiếp vô trong cột luôn. Thì hàng Bắc là sẽ như vậy nha. Đó, và như một bộ tay tém này là giá sẽ là 15 triệu một bộ. Đấy là hàng gõ đỏ, hàng cây pha. Và mọi người lưu ý ở các cột đều như vậy nha. Đa số khoảng cỡ 90% hàng Bắc là người ta sẽ làm thiết kế theo kiểu như vậy. Đó, là cái cột ở góc này nó sẽ vét đi. Còn đây là mình sẽ tổng hợp lại một số cắt để mọi người coi, để mọi người lưu ý nha. Đây mình sẽ tổng hợp lại nha, mọi người lưu ý nha. Đó, thì cái viền này là sẽ dễ bị hở này. Đó, tiếp tục coi nha mọi người nha.
Còn đây là một bộ tay tém Âu Á mà hàng ở trong miền Nam mình sản xuất, nghĩa là hàng của bên xưởng nhà mình làm nha. Và hàng gỗ gõ đỏ đúng chất cây. Và một bộ như thế này giá sẽ là 23.900.000. Và mọi người thấy cái chất vân của nó rất là đồng màu. Và các nét chạm góc này, sơn này, góc chân này, thiết kế vét mộng. Theo chỗ mà cái cột nó vét vô là nó sẽ làm vuông. Đó, và một bộ như thế này giá sẽ là 23.900.000. Và hàng không pha cây. Mọi người nên mọi người thấy cái chất vân của nó, vân mặt trước, vân đặt mặt sau, tó cột này nọ, vân rất là đẹp luôn nha. Đó, mọi người coi và tham khảo thử. Nghĩa là các loại hàng trên thị trường nó sẽ có rất là nhiều nguồn hàng. Chứ không phải là bạn cứ đi so hàng tém này, bạn so bên này 15 triệu, bên kia hàng tém 16 triệu, bên kia rẻ quá 15 triệu là mình mua nha. Cái đấy là bạn đang đi bị xa lầm nha mọi người. Đó, nên mọi người coi hàng thì mọi người phải hiểu nó có nhiều nguồn hàng khác nhau và nhiều loại hàng, để mọi người có thể đi coi và mọi người chọn được cái sản phẩm tốt và chất lượng nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Nếu thấy clip của Mộc hay, bạn có thể bấm đăng ký để theo dõi nha. Chào mọi người.